1887 được gọi là năm kỷ niệm vàng khi nước Anh kỷ niệm 50 năm trị vì của nữ vương Victoria. Vào dịp này, những người thuộc dòng dõi quý tộc từ khắp các lãnh thổ thuộc vương quốc đã tập trung tại lâu đài Windsor. Bản thân nữ vương từ lâu đã quan tâm đến các vùng lãnh thổ thuộc Ấn Độ nên cảm thấy thích thú với ý kiến để những người Ấn Độ làm hầu bàn. Vì vậy, có hai người đã được tuyển dụng để làm việc trong một năm với tư cách là người thân cận đặc biệt của nữ vương. Adukadprim là một trong số đó. Sau này, trong nhật ký viết về ngày hôm đó, bà đã mô tả ông là người kia trẻ hơn nhiều, nhanh nhẹn hơn nhiều, cao ráo và có điệu bộ nghiêm túc. Khi ấy, nữ vương vẫn chưa biết rằng, theo một cách nào đó thì bà đã từng quen biết Adu trước rồi. Năm trước, bà đã đến triển lãm thuộc địa và Ấn Độ được tổ chức ở Nam Kensington. Nữ vương rất ấn tượng với màn dệt thảm của người Ấn Độ do các tù nhân của nhà tù Agra biểu diễn. Đây là những người sẽ đến London dưới sự giám sát của người cai quản là John Tyler. Adukadrim làm việc ở ngay nhà tù này với tư cách là thư ký địa phương, và chính ông khi trở lại Ấn Độ đã giúp Tyler chọn thảm cũng như thợ dệt cho nữ vương. Vì vậy, khi bà yêu cầu Tyler cử hai người gốc Ấn Độ đến cung điện, ông đã chọn Adu mà không chút do dự. Ngay sau khi nữ vương Victoria nhìn thấy Adu trong bữa sáng ở Frogmore House, bà đã rất thích ông. Bà yêu cầu ông phải tham gia một khóa học tiếng Anh cấp tốc để họ có thể dễ dàng giao tiếp với nhau hơn. Về phần mình, Adu cũng giúp ích được cho nữ vương. Ông dạy bà tiếng Urdu, ngôn ngữ của tầng lớp Ấn Độ cao quý. Việc này rất hữu ích với các công việc chính trị của bà. Một lần, trong nỗ lực đưa nữ vương Victoria đến gần hơn với văn hóa của chư hầu Ấn Độ, Adu đã nấu cho bà món cà ri gà với da và pilo. Bà đã thích món này đến mức đã thêm nó vào thực đơn thường ngày của chính mình. Trong một bức thư nói về tình cảm của mình dành cho Adu, nữ vương viết: "Tôi rất yêu quý ông ấy. Ông ấy rất tốt, hiền lành, thấu hiểu và là niềm an ủi rất lớn đối với tôi." Nữ vương rất vui, nhưng dường như Adu thì không. Trong cuốn nhật ký của mình, ông viết: "Ông cảm thấy mình giống người tạm trú ở một vùng đất xa lạ giữa những con người xa lạ. Ông rất muốn về lại Ấn Độ, còn Victoria lại rất muốn ông ở lại." Một lúc nào đó, nữ vương chợt nhận ra, đối với Adu, người từng là thư ký ở Agra, để ông làm công việc của người phục vụ là không tương xứng. Vì vậy, bà đã thăng chức cho Adu và trao cho ông danh hiệu đặc biệt là Munshi, nghĩa là giáo viên. Theo các nhà sử học, những bức ảnh phục vụ bàn của ông ngay lập tức bị tiêu hủy và ông trở thành người Ấn Độ đầu tiên làm thư ký riêng cho nữ vương. Sau đó, bà bổ nhiệm ông làm thư ký Ấn Độ của mình và trao cho ông huân chương đế quốc Ấn Độ và huân chương đế quốc Anh. Bà sẵn sàng bổ nhiệm chức vụ cho Adu bằng mọi cách có thể chỉ để ông hài lòng. Và Adu không bỏ qua cơ hội lợi dụng thiện chí của bà. Ông được phép về Ấn Độ bất cứ khi nào ông muốn. Và khi nữ vương nhận thấy ông rất nhớ gia đình, bà đã ra lệnh bố trí những căn phòng đặc biệt để gia đình ông ở bất cứ khi nào họ muốn đến thăm ông. Giờ, bạn đã thấy nữ vương có sự gắn bó rất mật thiết với Munshi của mình. Ông luôn tháp tùng bà đến mọi nơi và thậm chí còn thân thiết với bà hơn cả những đứa con của bà nữa. Nữ vương đã cho chụp một số bức ảnh của Adu và cũng có báo cáo rằng bà đã ký là người mẹ yêu thương của con và người bạn thân nhất của anh trong những bức thư gửi cho ông. Ngày nay, không ai có thể nói chắc rằng liệu có tình yêu giữa Victoria và Adu hay không. Rất có thể đó chỉ là tình bạn trong sáng đơn thuần, vì tính ra nữ vương hơn Adu những 40 mấy tuổi. Nhưng một số người trong hoàng tộc gọi Adu là John Brown của Ấn Độ. John Brown là người trước đây được nữ hoàng thích nhất, nhưng đã không may qua đời vài năm trước khi bà gặp Adu. Nhân tiện, một lúc nào đó, nữ vương đã chuyển Adu đến căn phòng sang trọng nhất trong lâu đài, nơi trước đây John Brown cũng từng ở. Bằng cách này hay cách khác, sự ngưỡng mộ của nữ vương dành cho Munshi của bà quá rõ ràng. Đó là lý do tại sao, cũng như bạn đã đoán đấy, những người khác trong hoàng tộc không thích Adu lắm. Trong khi tình bạn thân thiết của họ nảy nở, hầu như không ai cảm thấy thoải mái với sự thăng tiến quá nhanh của ông, hoặc với cách ông tháp tùng nữ vương trong các chuyến du lịch và cách ông được ngồi ở những chỗ ngồi đẹp nhất trong các bữa tiệc. Có lẽ họ ghen tị, nhưng rất có thể họ chỉ đơn giản là cảm thấy vượt trội hơn tên người Ấn Độ có xuất thân bình thường đó. Không ai trong số các hoàng thân sẵn lòng chào đón Adu, mặc dù nữ vương nhất mực bắt họ làm như vậy. Hoàng gia Anh cố gắng thuyết phục nữ vương Victoria một cách tuyệt vọng rằng
Adu chỉ đơn giản là một kẻ kiêu ngạo, lợi dụng nữ vương để tạo lợi ích cho mình. Nhưng bà không nghe bất kỳ bình luận tiêu cực nào về hành vi của Adu. Ví dụ, có những ghi chép cho rằng, một lần khi Adu đưa một số người thân từ Ấn Độ đến Anh như thỉnh thoảng ông vẫn làm, thì chiếc trâm cài của nữ vương đã biến mất và được bán cho một tiệm kim hoàn ở Windsor. Trên thực tế, tòa án hoàng gia đã buộc tội ăn cắp cho anh rể của Adu. Tuy nhiên, Victoria chấp nhận lời giải thích của Adu rằng người thân của ông chỉ tình cờ tìm thấy chiếc trâm, và theo phong tục của Ấn Độ thì người ta sẽ giữ bất cứ thứ gì bạn tìm thấy. Nhưng tiện, hóa ra Adu cũng không đơn giản chút nào. Có một câu chuyện liên quan đến hoàng tử xứ Wales, sau này là vua Edward thứ 7. Ông đã tổ chức bữa tối cho nữ vương và bố trí cho Adu ngồi cùng với những người hầu. Adu vì đã quen với vị trí của mình nên cảm thấy bị xúc phạm và đi về phòng. Một tình huống tương tự là khi Adu từ chối tham dự hôn lễ của công chúa Victoria Melita, xứ Sescambu và Gotha, con gái của Victoria, vì ông một lần nữa bị chỉ định chỗ ngồi trong phòng trưng bày cùng với những người hầu. Trong cả hai trường hợp, nữ vương vẫn đứng về phía Munshi và nói rằng ông nên được ngồi giữa gia đình hoàng thân. Căng thẳng giữa hoàng gia Anh và Munshi chỉ càng tồi tệ hơn theo thời gian. Nữ vương lớn tuổi dần và biết rằng sau khi bà nhắm mắt xuôi tay, Adu sẽ khó có thể ở lại hoàng gia, nên bà muốn đảm bảo tương lai cho ông. Bà đã tác động đến những người cần phải tác động ở Ấn Độ để thu xếp cho ông một khoản cấp đất ở ngoại ô Agra. Việc này thật sự rất khó. Bà cũng xoay sở để đảm bảo cho ông một khoản tài sản nhỏ mà đã thực sự giúp ông trở thành một người giàu có. Ngoài ra, nữ vương còn kiếm được một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh cho cha của Adu ở Ấn Độ và thăng chức cho người chủ cũ của ông là John Tyler. Nữ vương Victoria qua đời vào năm 1901. Biết đây là mong muốn của mẹ nên vua Edward thứ 7 cho phép Adu đưa tiễn nữ vương yêu quý mà ông đã phục vụ. Ông là người cuối cùng nhìn thấy nữ vương trong quan tài. Ngay sau đó, nhà vua đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ thư từ trao đổi giữa mẹ mình và Adu. Ngài cũng ra lệnh cho Munshi và tất cả những người hầu Ấn Độ khác về lại quê hương của họ và cố tình xóa người đàn ông này khỏi lịch sử của hoàng gia để giữ thanh danh. Adu trở về Ấn Độ và sống cuộc đời yên bình trên khu đất mà nữ vương đã ban tặng. Ông qua đời ở tuổi 46, không có con cái để nối dõi. May mắn thay, các cháu trai của ông đã tìm thấy và giữ nhật ký của ông, cùng một số bức thư và ảnh chụp. Tên của Adu hoàn toàn bị lãng quên trong suốt một thế kỷ, cho đến khi nhà báo người Anh Shrabani Basu tình cờ tìm được một bức ảnh của ông. Bà đã mất 5 năm để làm sáng tỏ bí mật về cuộc đời Adu. Và chỉ đến năm 2010, câu chuyện về Adu Kadrim, người đàn ông Ấn Độ, từng là người thân tín nhất của nữ vương, mới được tiết lộ với công chúng.